Như Quỳnh tập live show cùng Trấn Thành, Tố Mi. Chuẩn bị cho live show The Back Up như Quỳnh diễn ra tối ngày 12 tháng 11, ca sĩ Như Quỳnh có buổi tập cùng ban nhạc và các nghệ sĩ khách mời mạnh đình, Trấn Thành, Dương Triệu Vũ, Tố Mi. Như Quỳnh diện đầm đỏ đeo kính trong buổi tập cùng ban nhạc. Giọng ca hải ngoại cho biết cô và ekip đã hoàn thành 90% công tác chuẩn bị cho đêm nhạc và sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu. Nữ ca sĩ nói: tôi và ekip họp liên tục để đưa ra một kế hoạch hoàn hảo nhất. Lịch trình tập luyện của tôi tất bật từ sáng đến tối luôn. Tuy nhiên, tôi yêu cảm giác bận rộn này. Để đảm bảo sức khỏe trước live show, tôi tranh thủ nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Bận rộn là thế nhưng tôi luôn tràn đầy năng lượng và mong chờ sớm được gặp các khán giả thân thương của mình. Như Quỳnh tập hát dưới sự chỉ dẫn của giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Tùng Châu nghệ sĩ được mệnh danh phù thủy âm nhạc từ Australia về Việt Nam chăm chút cho chương trình lần này của nữ ca sĩ. Như Quỳnh tái hợp mạnh đình trong live show lần này. Ở buổi tập, cặp bạn diễn thân thiết làm ekip bật cười khi họ hát sai lời, mạnh đình giả bộ giỏi hơn với Như Quỳnh. Tôi và anh Mạnh Đình dường như quá hiểu ý nhau trên sân khấu. Không chỉ là câu chuyện âm nhạc, sự xuất hiện của anh còn là minh chứng cho mối quan hệ thâm tình của chúng tôi. Với sân khấu lần này, Chúng tôi sẽ mang đến một màn kết hợp mới lạ và ngọt ngào nhất như Quỳnh bật mí. Trấn Thành có mặt ở buổi tập live show của Như Quỳnh. Nữ ca sĩ cho biết tiết mục kết hợp cùng Trấn Thành là một bí mật đặc biệt. Anh sẽ không đảm nhận vai trò MC hay người dẫn chuyện như thường thấy. Nhiều lần trước đó, Như Quỳnh cho hay cô và Trấn Thành có nhiều sự gắn bó trong cuộc sống đời tư. Dương Triệu Vũ sẽ có màn hát chung cùng Như Quỳnh và Mạnh Đình như Quỳnh ông Tố Mi khi gặp mặt ở buổi tập. Xóa tan tin đồn bất hòa. Đêm nhạc này sẽ là lần đầu Tố Mi được song ca cùng thần tượng. Cô nói không tránh được cảm giác hồi hộp. Tố Mi kể, chị Như Quỳnh là một đàn chị ấm áp và ngọt ngào. Các bài hát trong liên khúc lần này hoàn toàn mới với tôi. Vì thế, chị Như Quỳnh phải tập luyện và chỉ dẫn tôi rất nhiều.